Vào khoảng 14 giờ 30 phút chiều nay, ngày 5 tháng 12, tại quốc lộ 39 đoạn qua phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người bị thương vong. Trong đó, vào thời gian trên, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 89C-20384 kéo theo rơ móc đi theo hướng từ chợ gạo rẽ vào đường Bạch Thái Bưởi, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, thì tông phải xe mô tô mang biển kiểm soát 89D108495 chở theo 3 người đi theo hướng từ Kim Động về thành phố Hưng Yên. Do phóng nhanh, xe mô tô đã đâm ngang xe ô tô. Vụ tai nạn giao thông khiến một nạn nhân trên xe mô tô tử vong tại chỗ, một nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu. Hiện còn một nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Được biết, cả 3 nạn nhân đều chưa đến tuổi điều khiển xe mô tô. Nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.